Làm sao mà không quay được cái chậu này, nở bông mấy bữa rồi mà mình không có quay tới. Hôm nay mình quay ha, thứ bảy mà. Cái bông này dễ thương gì đâu á, nhỏ nhỏ nhỏ. Lúc mình mua đó mình thấy là một cái cọng nó dài dài vậy nè, chung một cái loại với nhà mình có đó, mình mua. Nhưng mà hả, đâu có biết là về nó có bông nữa. Cái đó càng đặc sắc hơn nữa. Đây nè, dọc theo cái cánh là có bông. Trên cánh này là 2, 4, 6, 5 cái bông và một cái nụ sắp ra. Dễ sợ ha. Dễ thương gì đâu, màu hồng à, màu vàng vàng. Đây, ra lâu rồi thì cũng phải tàn nè, tàn nè, đó. Bây giờ mình ngắt bỏ mấy cái tàn của nó đi ha. Yeah, cái kìa. Trời ơi, dễ thương còn hơn cái gì nữa. Mới biết á là cái bông này, cây này có bông vậy á. Dưới tuốt cái dưới này có cái bông nữa nè. Rồi, ngắm nhìn bông nha. Bông nhỏ nhỏ ha, dễ thương quá ha. Lúc mình mua thì nó cũng không gai cành nhiều như vậy đâu. Bây giờ xum xê quá rồi nè. Sạc là xum xê luôn rồi. Hôm nay được trời mưa, mát mát lạnh lạnh thì mấy cây nó khoái quá, đã quá. Thời tiết vậy là mới dễ chịu nè. Cây cối đồ cũng thích. Mình có quay đi cái cây này lên chưa ta? Chắc chưa đâu hả? Chưa, vừa ở nhà hả đi? Ừ. Bữa nay ở nhà hay là đi? Ừ. Nhà hả? Thường thì bông treo á, mình muốn quay á thì mình cũng khó quay từ đầu tới cuối của nó ha, tại vì nó cao nè. Giờ mình á, quay xuống là nó dài tới đây nè. Lúc mình mua về á thấy xấu xí lắm. Tại thường thì những cái có một vài cái nursery người ta nhiều quá, người ta không có coi kịp hết từng cây á, cho nên người ta để cây cũng xấu xí. Khi mình mua về á, thì mình phải có thời gian rồi cái mình chăm chút nó lại, giống như mình tưới nước rồi mình coi chừng nó, đừng có cho bị ốc sên ăn thì nó mới được tươi tốt. Mình đang cố gắng bẻ cái bông nó héo quá, cái mình bẻ bỏ. Cái này là tươi rối luôn à. Cái màu này á, mình nói là cái màu ngà ngà đi ha. Dạ. Yeah. Thế thôi, vậy được rồi ha, mình ngắm tới đây là xong chậu này rồi ha. Ok, nó lại cái hướng lại xoay qua phía bên kia nữa rồi. Ok, bye. Cái hướng xe vào bên kia. Mình không có nói cái gì về cây này mấy đâu, tại vì cây này thấy cũng dễ trồng, cũng không có cái gì đặc biệt để nói. Chỉ có cái hình như là mình phải để cho nó đừng có như là khô ráo nè, giống như tưới thì nó phải chảy nước cho nó thông xuống dưới luôn, không có bị ứ nước á, thì nó sẽ tốt. Hình như nó cũng dễ trồng á.
Mình thích để trong này cây nắng mát buổi sáng thôi, đừng có quá nắng gắt. Những cái loại này nó dễ bị cháy lá, thành ra mình để cho mát mát gì cũng đẹp rồi, cũng được rồi. Có ai thấy cây này đẹp như mình thấy không? Mình thấy cây này đẹp quá.